có nhiều sự thay đổi so với năm ngoái, ví dụ như là cách tính điểm thi tốt nghiệp. Để mà ôn tập hết tất cả các phần kiến thức cả lớp 11 và lớp 12 thì nó sẽ rất là khó cho học sinh, nó sẽ bị quá tải và dẫn đến stress thì cái kết quả nó sẽ không được cao như mong đợi ạ. Bọn em chưa được trao dồi nhiều kiến thức nâng cao ạ. Với sự bổ sung kiến thức của chương trình lớp 11 vào đề thi 2018 và khẳng định đề thi sẽ có sự phân hóa sâu hơn, trải rộng hơn và hầu hết các môn thi đều có câu hỏi khó. Trong khi đó, thời gian ôn tập lại còn rất ít. Nhiều giáo viên cũng lo lắng về chất lượng đào tạo cho thí sinh trước kỳ thi năm nay. Các bộ môn đều nói với tôi rằng là thầy ơi, các thầy cô phải bò ra làm mà còn chưa xong thì học sinh là gay go lắm đấy. Nếu như tăng độ khó như thế học sinh mới làm tốt được thì làm gì có đủ thời gian. Thời gian sau khi kết thúc chương trình đến khi ôn thi có 4 tuần thôi. Và như vậy thì học sinh nó sẽ phải lao đi luyện thi, nó phải lao đi học thêm, thì điều đó lại trái với mong muốn của chúng ta. Trước sự băn khoăn lo lắng này, ngay trong chiều nay, trường Nguyễn Bình Khiêm đã tổ chức buổi hội nghị để nói lên những khó khăn trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay. Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. Tuy nhiên đến phút cuối, đại diện của các đơn vị này đã từ chối tham dự.